Kính thưa quý vị khán giả đang xem kênh YouTube Trọng Cà Mau, và Trọng xin chúc cho quý vị có thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống, và chúc cho quý vị một ngày mới thật là an lành và bình yên. Kính thưa quý vị, thì ở những cái clip trước thì Trọng đã có chia sẻ về tình hình của chị Út Long An, người phụ nữ mà trước đây có bị bệnh ung thư vú mà nuôi chó với mèo, yêu thương hết mực luôn. Thì hiện tại trong cái mùa dịch này thì chị ấy khó khăn. Và chị Út thì cũng đã có điện thoại cầu cứu Trọng rồi, thì Trọng cũng đã chia sẻ cái hoàn cảnh của chị Út lên với mọi người. Thật ra thì khi mà chị Út vừa đăng lên thì mọi người nhận ra ngay à, tại vì hoàn cảnh của chị Út hồi đó là nó quá đặc biệt, và cũng có rất là nhiều mạnh thường quân hỗ trợ cho chị Út để chị Út phẫu thuật cái ngực á. Nên là bây giờ đưa lên thì hiệu ứng cũng tốt lắm. Và trước khi mà Trọng chia sẻ cái niềm vui khi được mạnh thường quân hỗ trợ, thì Trọng xin mời tất cả mọi người hãy cùng với Trọng là để xem lại những cái hình ảnh của chị Út hiện nay đang ở dưới Đức Hòa Đức Huệ Long An. Nói thiệt với mọi người, cho Trọng cũng phải nhờ một cái cô bé hàng xóm điện thoại, rồi nhờ một cái cô bé hàng xóm lại, rồi phải quay, mà bé ấy thì cũng không có biết quay cho nó đẹp lắm nữa. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ thấy được hình ảnh của chị Út cuộc sống hiện tại như thế nào. Rồi Trọng mời mọi người cùng xem video nha. Và đó là vừa rồi thì quý vị cũng đã xem được những cái hình ảnh hiện tại của chị Út, cũng như là những cái lời cảm ơn nó vụng về của chị Út từ hồi xưa đến giờ phút này. Thì như mọi người đã biết, hồi xưa mà chị còn không có lột mặt ra mà giúp chị là mấy mươi triệu để làm sửa mổ cái ngực nè, rồi chị giúp cho chị làm cái sân nè, rồi cho tiền để này kia, mà chị còn không có mở cái mặt ra mà. Thì chị Út thì vụng về lắm mọi người. Trọng tiếp xúc và Trọng biết một người phụ nữ chân chất thật thà, mà ít có ăn học nữa, nói ít cũng không đúng, nói không có luôn mới đúng. Tội chị lắm, chị có một cái tấm lòng thương yêu chó mèo dữ lắm. Chị nói được như vậy là cũng là một điều là quá sức tưởng tượng với chị rồi. Sau hai lần Trọng nhắc tên chị Út trên kênh, cũng như là chia sẻ lại cái hoàn cảnh của chị, thì cũng được Mạnh Thường Quân hỗ trợ rất là nhiều. À, trước khi mình nói về cái số tiền chị nhận được của Mạnh Thường Quân, thì Trọng xin thông báo với mọi người là Trọng cũng đã liên hệ được với chị rồi. Trọng hỏi là bây giờ chị nuôi bao nhiêu con chó, chị nói là vẫn 19 con như ngày nào.
Thì hồi xưa trọng xuống thì chỉ có 19 con chó, thì tới giờ phút này là trong mấy tháng nay thì chị cứ nuôi là còn y nguyên luôn quý vị, không có mất mát, không có gì hết, chăm sóc rất là tốt luôn. Thì trọng cũng muốn báo cho mọi người một cái tin cũng rất là vui, đó là chị Út được sự hỗ trợ. Thứ nhất là được sự hỗ trợ của một vị khán giả ở Đà Lạt là 5 triệu đồng. Chị Cẩm Vân ở bên Đài Loan là 1 triệu. Và cô Diệt Thu Chân là 300 đô. Thì trọng cũng đã liên hệ với chị sáng nay để gửi cái đoạn clip, và cũng nhờ một cái bé ở hàng xóm để trọng sẽ chuyển khoản cho chị. Thì hiện tại thì trọng sẽ chuyển khoản, và chị sẽ chuyển khoản cho chị, rồi nhờ cái bé đó mang đến cho chị. Trước khi chờ chuyển á, thì trọng cũng sẽ báo trước với chị cái số tiền này kia để cho chị nắm được, để người ta giao cho chị để chị chăm sóc mấy bé. Ở cái clip này thì trọng cũng nhân tiện thì trọng cũng xin lỗi chị Cẩm Vân, là ở cái clip trước á quý vị, là chị Cẩm Vân có gửi cho cái gia đình mà cái gia đình mà bị cách ly á là 2 triệu đồng, mà trọng nhầm là trọng tưởng là chị Vân trao cho chỗ khác, nên là khi mà trao 2 triệu đồng cho cái gia đình mà bị cách ly có mấy bé chó đó, có người anh làm dân quân, có cái bé mà nói là gia đình mình là cha mẹ đi cách ly đó, thì trọng nói là đó là cái tiền của trọng, nhưng thật ra không phải, đó là tiền của chị Cẩm Vân. Tại vì nếu mà chị Cẩm Vân không có hỗ trợ thì trọng sẽ dùng cái tiền của mình để trọng hỗ trợ, nhưng mà sau khi về trọng coi sổ lại thì chị Cẩm Vân không phải là hỗ trợ cho chỗ khác mà hỗ trợ cho chỗ đó. Thì ở clip này thì trọng xin đính chính lại là cái phần 2 triệu ở cái clip mà hôm qua, đó là cô chị Cẩm Vân. Con em xin lỗi nha chị Cẩm Vân ơi, là tại vì em nhầm cho là chị trao chạm khác, nên là em dùng 2 triệu của em bù vô đó. Nhưng mà không, em về em coi lại thì em mới thấy là cái tiền là của chị chứ không phải của em. Về 2 triệu của em thì em sẽ dùng đi trao chỗ khác. Và bây giờ thì có một cái trường hợp nữa, một cái hoàn cảnh nữa cũng rất là đặc biệt, cũng đã gửi đến cho trọng để nhờ trọng giúp đỡ. Đây là một trạm cứu hộ chứ không phải là một hộ gia đình nữa. Thì trọng xin mời quý vị tiếp tục hãy xem những cái video mà cái trạm của chị Giang Hà gửi cho trọng nha. Thêm cơm một tí. Ôi chú ơi, chị sáng là cho ăn hạt. Cho ăn hạt chút thôi. Thì tụi con đói, tụi con kêu khóc quá. Nên phải cho Thi ăn thêm. Cho ăn thêm để tụi con no tí. Xuống ăn con điểu, xuống ăn con điểu.
bỏ ra ngoài rồi, em ném bỏ ra ngoài rồi. À, quý vị ơi, thì vừa rồi quý vị cũng đã xem được những cái hình ảnh mà gửi từ cái trạm cứu hộ chó mèo của chị Giang Hà ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Cái trạm này thì Trọng chưa đến đây lần nào, nhưng mà theo thì Trọng biết thì anh Siêu Nhân, anh đã có đến đây một lần cách đây cũng khá là lâu. Còn ngoài anh Siêu Nhân ra thì chưa có một cái YouTuber, chưa có một cái gì đến để quay cái trạm này hết. Hiện nay cái trạm của chị Giang Hà này thì có hơn 70 bé mèo và 12 bé chó, tất cả cũng là điều do chị là cứu hộ. Trước đây thì chị làm nghề mai, nhưng mà khi các bé nhiều quá thì chị không còn đi làm được nữa mà chỉ ở nhà chăm sóc thôi, dựa vào đồng lương của người chồng. Nhưng mà hiện nay thì dịch bệnh thì chồng cũng thất nghiệp luôn và chị cũng là không có cái nguồn thu nhập nào hết. Thì như quý vị thấy là mèo rất là nhiều, nó ăn nó cũng đang đói khổ rất là nhiều mọi người. Thì chị cũng đã nhờ chồng là hỗ trợ cho chị. Thì hôm nay trước khi chồng hỗ trợ thì chồng đã muốn đưa cái clip này lên, muốn kể cho quý vị nghe về cái hoàn cảnh này, những cái hình ảnh này, để quý vị có thể chung tay góp với chồng để giúp đỡ cho cái trạm này vượt qua được khó khăn. Thì bởi vì mình nên chồng thì chồng có thể giúp đỡ, nó không đầy đủ, nó không có được nhiều. Tại vì một người thì sức người nó có hạn mà, người ta nói. Nhưng mà trọng muốn là mọi người ủng hộ chung, mỗi người chút. Người ta nói một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Một cái bó đũa mà một chiếc thì bẻ nó dễ gãy, nhiều chiếc á thì nó mới tạo thành sức mạnh được. Thì chắc chắn là trọng sẽ hỗ trợ cái chỗ chị này, Giang Hà này, bằng cái số tiền trong cái kênh của trọng Cà Mau, bằng cái quỹ của trọng đang có. Nhưng mà trước khi chồng giúp đỡ thì chồng đưa cái này lên, chồng đưa cái hình ảnh và cái kể cái câu chuyện này ra để cho mọi người có thể là đồng cảm và chia sẻ giúp đỡ cho chị ấy. Thì chồng cũng hứa vì vậy là chắc trong 1 đến 2 ngày thì chồng cũng sẽ hỗ trợ cho chị ấy một cái số tiền để cho chị ấy trang trải được cái cuộc sống và mua thức ăn cho mèo cho chó. Tội quá mọi người ơi. Và hôm nay thì trọng chia sẻ đến quý vị hai cái trường hợp. Một là cái niềm vui khi mà chị Út Long An được giúp đỡ để vượt qua được cái khó khăn trong cái mùa dịch bệnh này. Còn trường hợp thứ hai là trường hợp cái trạm của chị Giang Hà ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, thì mới cầu cứu trọng hồi đêm qua. Và cái clip quý vị mới xem thì cũng chị mới quay hồi lúc cỡ 12 giờ trưa ngày hôm nay để chồng mới nhận được. Thì chắc chắn rằng thì chồng sẽ giúp đỡ chị ấy, nhưng mà chồng đưa lên đây trước để hy vọng mọi người có thể là cùng chung tay với chồng, cùng mình cùng đóng góp để mỗi người ít để giúp đỡ cho cái trạm của chị ấy để vượt qua được khó khăn. Và bây giờ thì chồng cũng xin được ao video đây. Chồng xin chúc cho tất cả quý vị khán giả, tất cả các mạnh thường quân, những người thân yêu luôn luôn mạnh khỏe và luôn luôn tràn đầy hạnh phúc. Chúng ta cùng nhau chiến thắng cái mùa dịch này để sau đó thì ổn định cuộc sống hơn, lo cho mấy bé được tốt hơn. Chồng xin kính chào mọi người và xin hẹn người trong những video lần sau.